Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Minh Vy trên bản tin FBNC cuối tuần kỳ này. Xin mời quý vị cùng cập nhật một số diễn biến nổi bật trên thế giới. Thưa quý vị, Quốc hội Anh đã chính thức thông qua dự luật rời Liên minh châu Âu của nước này. Điều này cho phép Thủ tướng Anh Theresa May có thể kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon bất kỳ lúc nào và tiến hành tiến trình đàm phán rời khỏi Liên minh châu Âu trong vòng 2 năm tới. Thượng viện Anh đã thông qua dự luật trao quyền cho Thủ tướng Theresa May thực hiện tiến trình thỏa thuận việc rời Liên minh châu Âu của Anh trong vòng 2 năm tới. Như vậy, Anh sẽ chính thức rời Liên minh châu Âu EU vào năm 2019. Theo quy định tại Điều 50, Hiệp ước Lisbon thì mọi thành viên đều có thể tự mình quyết định rời khỏi Liên minh theo trình tự được quy định. Và một khi nước thành viên muốn rời khỏi EU, phải thông báo cho Hội đồng châu Âu. Như vậy, trước khi đưa ra quyết định chính thức về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, Anh sẽ tiếp tục là thành viên của Liên minh cho đến hết năm 2018. Tuy nhiên, trong 2 năm tới, việc giao dịch trao đổi thương mại giữa Anh và các nước châu Âu sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Theo đó, ngay sau khi Thủ tướng Theresa May thông báo cho Liên minh châu Âu về việc kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon, Liên minh châu Âu sẽ tiến hành soạn thảo những khung thỏa thuận đầu tiên về việc rời EU của Anh. Lãnh đạo các nước châu Âu cho biết, việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu sẽ không ảnh hưởng gì tới sự thống nhất của cả khối. Đồng thời, việc này sẽ không kéo theo việc một loạt các nước thành viên khác đi theo vết xe của Anh. Ngay sau quyết định trên của Thượng viện Anh, nhiều người đã xuống đường biểu tình yêu cầu chính phủ Anh phải đảm bảo quyền lợi cho hơn 3 triệu công dân các nước châu Âu đang sinh sống và làm việc tại Anh. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ tiến hành hủy bộ quy chuẩn về hiệu suất sử dụng nhiên liệu nghiêm ngặt đối với ngành công nghiệp sản xuất ô tô do cựu Tổng thống Obama đặt ra. Việc này hứa hẹn sẽ mang lại lợi ích lớn cho những nhà sản xuất ô tô của Mỹ. Quyết định này được Tổng thống Donald Trump đưa ra trong cuộc họp với các nhà sản xuất ô tô lớn của Mỹ tại ngoại ô Detroit. Theo ông Trump, quyết định này sẽ giúp Mỹ giữ lại được việc làm cho người Mỹ và bảo vệ ngành công nghiệp sản xuất ô tô của nước này. Tham dự sự kiện này có 1.000 người, gồm các giám đốc điều hành và công nhân của ba nhà sản xuất lớn nhất của Detroit là General Motors, Ford Motor và Fiat Chrysler. Tại đây, các nhà sản xuất ô tô này đưa đến những mẫu xe mà họ đang sản xuất để Tổng thống Donald Trump xem xét. Theo các nhà sản xuất ô tô của Mỹ, thì bộ quy chuẩn về hiệu suất sử dụng nhiên liệu trong ngành công nghiệp ô tô do chính quyền ông Obama đặt ra trước đó là quá đắt đỏ và sẽ làm mất đi rất nhiều việc làm ở Mỹ. Vì vậy, họ hy vọng chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ có các chính sách về thuế và điều chỉnh thuế mới. Điều này sẽ giúp mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất ô tô của nước này. Trong một động thái mới đây, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội hai điệp viên Nga và hai tin tặc trong vụ ăn cắp 500 triệu tài khoản Yahoo vào năm 2014. Tại buổi họp báo vừa qua, đại diện Bộ Tư pháp Mỹ cho biết nội dung của ít nhất 30 triệu tài khoản đã bị đột nhập như một phần của chiến dịch nội dung rác, và có ít nhất 18 người là những người sử dụng dịch vụ mạng của các nhà phân phối mạng khác như Google cũng trở thành nạn nhân của chiến dịch này. Báo cáo cho biết, hai nhân viên của Cục An ninh Liên bang của Nga FSB chính là hai điệp viên trong danh sách này. Alexei Belan là tên tội phạm tin tặc bị truy nã nhiều nhất trên thế giới. Kẻ thứ hai là Karim Baratov, sinh ra tại Kazakhstan nhưng lại mang quốc tịch Canada, và tên này đã bị bắt tại Canada vào ngày 14 tháng 3. Belan đã bị bắt tại châu Âu vào năm 2013, song hắn lại trốn thoát được sang Nga trước khi hắn bị đưa sang Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết những tên tội phạm trong danh sách này không liên quan đến vụ tấn công email trong đợt bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Bản cáo trạng đưa ra đề cập đến các tội sau: gián điệp kinh tế, gian lận và lạm dụng hệ thống máy tính, trộm và giao dịch các bí mật, âm mưu truy cập các thiết bị. Việc thực hiện làm gián điệp tấn công mạng này đã bắt đầu vào năm 2014. Việc này cho phép Belan sử dụng mối quan hệ với các cơ quan gián điệp của Nga và xâm nhập vào mạng lưới của Yahoo để bắt đầu quá trình phạm các tội ác tài chính. Sau vụ tấn công mạng lần này, công ty Yahoo đã bị rơi ra khỏi cuộc cạnh tranh với hai đối thủ là Alphabet Inc. của Google và tập đoàn Facebook. Cuối cùng, Yahoo đồng ý bán lại cho công ty Verizon với giá 4,83 tỷ đô la Mỹ. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Theo dự báo, dân số của thủ đô Cairo, Ai Cập sẽ tăng nhiều nhất so với tất cả các thành phố khác trên thế giới trong năm nay, ước tính khoảng hơn nửa triệu người. Đây sẽ là một áp lực mới cho nền kinh tế Ai Cập hiện đang phục hồi khó khăn sau 6 năm xáo trộn trên chính trường. Hiện tại, thủ đô Cairo của Ai Cập có tổng số dân là 22,8 triệu người và trong năm nay con số này sẽ tăng thêm hơn nửa triệu người. Số lượng dân số tại thủ đô Cairo của Ai Cập hiện đang chiếm đến 1/4 tổng dân số của Ai Cập, hiện đang là 92 triệu người. Hiện nay tốc độ tăng trưởng dân số trung bình hàng năm của Ai Cập là 2,4% và nó gấp đôi so với tốc độ tăng trung bình của các nước phát triển khác trên thế giới. Gia tăng dân số tại thủ đô Cairo với mức chóng mặt như vậy chủ yếu là do những luồng di dân nội tại. Luồng di dân này chủ yếu đến từ miền Nam Ai Cập, là nơi nạn đói đang diễn ra khiến nhiều gia đình phải bỏ quê hương và đi tìm kiếm nguồn thu nhập từ những công việc tại thành phố. Điều này khiến cho các đô thị, đặc biệt là thủ đô Cairo, trong tình trạng dân số quá tải. Ai Cập liệt kê 351 khu ổ chuột thuộc nhóm nơi ở nguy hiểm
và những người di dân tự do từ vùng quê lên đây đều phải ở trong những khu vực này với ước tính khoảng 850.000 người. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2015-2016 là 4,3%, điều này cũng không đủ để nền kinh tế Ai Cập gánh vác những áp lực về dân số như trên. Hiện tại, nhằm giảm áp lực cho các đô thị lớn, chính phủ Ai Cập đang thực hiện các chính sách di chuyển các tòa nhà chính phủ, các cơ quan ra khỏi thủ đô Ai Cập trong bán kính 45 km. Theo đó, người dân sẽ di chuyển tới trung tâm mới này vào năm 2018. Vâng, thưa quý vị, những hiện vật đã từng được thiết kế đặc biệt dành cho các ngôi sao trong thời kỳ hoàng kim của Hollywood tham gia phiên đấu giá vào tháng 11 tới vừa được hé lộ tại Los Angeles mới đây. Những hiện vật sẽ xuất hiện trong buổi đấu giá vào tháng 11 tới tại Los Angeles vừa được tiết lộ. Đây đều là những món đồ trang sức, vật phẩm đã từng được sử dụng bởi các biểu tượng đình đám trong thời kỳ hoàng kim của Hollywood, hay còn gọi là Golden Age, tức trong khoảng thời gian từ giữa thập niên 1930 đến cuối thập niên 1950. Những món đồ này đều từng được sử dụng bởi những cái tên lừng lẫy như Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, Katharine Hepburn hay Aaron Flynn. Đáng chú ý là tất cả những hiện vật tham gia phiên đấu giá đều là sản phẩm được nhà thiết kế trang sức nổi tiếng Eugene Joseph làm riêng cho các ngôi sao Hollywood trong giai đoạn này. Đây là lần đầu tiên bộ sưu tập gồm 700 sản phẩm của nhà thiết kế Joseph được mang ra bán đấu giá. Tất cả những hiện vật này đều đã được sử dụng bởi các diễn viên nổi tiếng. Nó sẽ không giống như bạn mua một sợi dây chuyền kim cương từ thương hiệu Cartier, bởi việc trở thành chủ nhân của những món đồ này mang đến cho bạn cảm giác như sở hữu một phần ký ức vàng son của Hollywood. Dự kiến đầu tháng 11 tới, toàn bộ các hiện vật sẽ được mang ra trưng bày. Buổi bán đấu giá chính thức sẽ diễn ra trong 2 ngày, 17 và 18 tháng 11. Vâng, thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại. Vâng, thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại phần tin tức của bản tin FBNC cuối tuần 24/7 kỳ này. Xin quý vị tiếp tục đồng hành cùng với kênh FBNC. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng với chuyên gia.